AFC đã tiến hành bốc thăm vòng loại ASEAN Cup 2023 để xác định 11 suất còn lại tham dự vòng chung kết ASEAN Cup diễn ra giữa năm sau tại Trung Quốc. Hồi vòng loại ASEAN Cup 2019, Thái Lan là đội duy nhất vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á nên được miễn vòng loại, tương tự như tuyển Việt Nam, hiện nay. AFC đã tiến hành bốc thăm trực tuyến chiếu 25-2 và kết quả các bảng đấu cho thấy các đội Đông Nam Á có cơ hội rất lớn để góp mặt nhiều ở vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Vòng loại này lấy 6 đội nhất 6 bảng và 5 đội nhì có thành tích tốt nhất đi ASEAN Cup 2023. Trận tứ kết ASEAN Cup 2019, Việt Nam thua Nhật Bản 0-1. Ảnh AFC. Thử điểm qua 6 bảng vòng loại. Bảng A, Indonesia dưới thời huấn luyện viên Shin Tae-yong đã cải thiện nhiều. Á quân AFF Cup này hoàn toàn đủ khả năng qua mặt Jordan và Kuwait để lên ngôi đầu bảng có tấm vé chính thức. Không may nhị bảng cũng tràn trề hy vọng đoạt một trong năm tấm vé vớt. Bảng B, có đại diện của Đông Nam Á là Philippines cùng với Palestine, Yemen và Mông Cổ. Philippines trội hơn vài đội trong bảng. Đội bóng Đông Nam Á chỉ ngán ngại Yemen mà thôi. Philippines sáng cửa vô địch bảng hay nhị bảng có thành tích tốt. Bảng C, gồm Thái Lan, Uzbekistan, Maldives và Sri Lanka. Xác định là Thái Lan tranh ngôi nhất bảng cùng Uzbekistan. Maldives và Sri Lanka sẽ thua đậm Thái Lan. Thái Lan phấn đấu có 6 hoặc 7 điểm cùng chỉ số phụ tốt là có vé đi Trung Quốc. Không chừng khả năng nhất bảng C của Thái Lan không hề nhỏ. Bảng D, Ấn Độ, Hồng Kông, Afghanistan và Campuchia. Hai năm qua bóng đá Hồng Kông đứng hình vì dịch bệnh là giãn cách xã hội rất nghiêm khắc nên đội Hồng Kông hiện nay không mạnh. Ấn Độ tương đối nổi trội ở bảng này. Campuchia cũng không hề yếu. Bộ đôi Honda và Hero sẽ không bỏ lỡ cơ hội để giúp Campuchia có tấm vé đi Trung Quốc, không quan tâm đó là vé vớt hay nhất bảng. Thực lực tuyển Campuchia có khả năng tranh vé tốt ở bảng này. Bảng E, nếu tân thuyền trưởng Kim Pangon của Malaysia khởi đầu tốt với tuyển Malaysia thì đội tuyển này lên ngôi đầu bảng là điều có thể. Bảng E ngoài Malaysia còn có Bahrain, Turkmenistan và Bangladesh. Thực lực tuyển Malaysia chơi tất tay được với các đối thủ cùng bảng. Thách thức nhất cho Malaysia là Bahrain rồi đến Turkmenistan. Đây là bảng đấu thử thách khả năng của tân thuyền trưởng Kim Pangon. Tuyển Malaysia có lợi thế là được làm chủ bảng, đã tập trung tại Malaysia. Bảng F với 4 đội Singapore, Myanmar, Tajikistan và Kyrgyzstan được coi là đồng cân, đồng lạng. Ai thi đấu tốt may mắn đều có thể lên ngôi đầu bảng. Tuyển Singapore hiện là rắn không đầu khi huấn luyện viên Tatsuma Yoshida từ chức sau AFF Cup 2020. Giữa tháng 3, Singapore mới chọn thuyền trưởng, nhiều khả năng là huấn luyện viên Kim Hak-bum của Hàn Quốc. Bảng này nếu Singapore kịp chấn chỉnh tình hình nội bộ đội thì khả năng có vé đi ASEAN Cup 2023 là cao.